Chào mừng quý vị đến với video của chúng tôi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về 7 câu hỏi khi sử dụng sản phẩm Amita 250SC nhé. Thường thì khi bà con nông dân chúng ta sử dụng cái sản phẩm Amita 250SC có 7 câu hỏi như sau. Cách nhận dạng Amita 250SC chính hiệu của Syngenta. Phổ phòng trừ dịch hại của sản phẩm Amita 250SC. Amita 250SC có cộng với thuốc trừ vi khuẩn được hay không? Có nhiều sản phẩm giống hoạt chất Amita 250SC, nhưng tại sao phun nó không đem lại hiệu quả và xanh đẹp bằng cái Amita? Tại sao phun Amita 250SC rồi mà vẫn còn bệnh tháng thư? Phun Amita 250SC tăng liều thì hiệu quả nó như thế nào? Và hiệu ứng mang lại khi phun Amita 250SC trên cây trồng. Câu 1. Cách nhận dạng Amita 250SC chính hiệu của Syngenta. Để nhận dạng sản phẩm Amita 250SC chính hiệu thì chúng ta cần phải biết mẫu chai Amita qua các thời kỳ. Thứ nhất là từ năm 2007 đến 2009 thì cái mẫu chai Amita là mẫu chai vuông và có khung hình vuông và lá lượng bên dưới như thế này. Và từ năm 2010 đến năm 2019 thì cũng là mẫu chai vuông nhưng mà có cái khung hình khối và cái hạt và cái mầm cách điệu như thế này. Và từ năm 2019 đến nay thì chúng ta có một cái mẫu chai tròn đối với sản phẩm Amita 250SC và cũng có cái khung hình khối và có cái hạt và lá mầm cách điệu. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nhận dạng hàng chính hiệu của sản phẩm Amita 250SC nhé. Đầu tiên nhất bà con chúng ta sẽ cầm chai thuốc lên. Chúng ta nhìn đó là chúng ta thấy cái chữ Amita 250SC. Ngay phía dưới là cái logo Syngenta và cái khung hình khối có cái mầm và lá mầm cách điệu như thế này. Và cái nữa là chúng ta sẽ nhìn trên cái thân chai chúng ta thấy cái logo Syngenta in nổi. Và trên nắp chai. Nắp chai thì chúng ta cũng thấy cái logo Syngenta in nổi. Đó là những cái đặc điểm để chúng ta nhận dạng cái hàng chính hiệu của Syngenta. Thử nhé. Đầu tiên nhất trước khi sử dụng thì chúng ta sẽ lắc kỹ trước khi sử dụng. Và chúng ta sẽ mở nắp, chúng ta dặn ra nó sẽ ngay được bóc ha, rất là cứng. Và bên trong nó như thế nào? Bên trong nó, cái bên cái nắp này nó có một cái ron. Bên cái nắp này nó có một cái ron ha. Và bên đây nó có một cái seal. Cái này nó bằng giấy thiết bên trong và nó có logo Syngenta in đều lên trên như thế này. Để mở được cái chai này thì chúng ta phải dùng tới cái ngàm bên ngoài của cái chai, cái vỏ chai, cái nắp chai. Để mở được cái chai này thì bên ngoài nó có một cái ngàm của cái nắp chai như thế này. Chúng ta sẽ úp cái nắp lại. Úp cái nắp lại và chúng ta ấn mạnh vào, chúng ta dặn một vòng. À, chúng ta ấn mạnh dặn một vòng thì bên trong nó sẽ có cái dấu hiệu ra đây ha. Chúng ta sẽ ấn cái ngón tay vào và chúng ta sẽ lấy được cái vỏ nó ra ha. Đó là cái cách để chúng ta mở nắp chai. Để như vậy thì chúng ta rót thuốc vẫn được ha. Chúng ta rót thuốc xong rồi thì chúng ta sẽ đậy nắp lại. Đó là cái cách mà để chúng ta sử dụng cái sản phẩm Amita của Syngenta. Câu số 2, phổ phòng trừ dịch hại của sản phẩm Amita 250SC. Đối với lại sản phẩm Amita được đăng ký trên rất là nhiều cái bệnh hại trên cây trồng. Nó gồm có bệnh tháng thư trên xoài, cam và vải. Liều lượng sử dụng là 0,25 đến 0,4 lít trên 1 hecta. Đối với cà chua thì nó trừ bệnh đốm vòng với lại liều lượng là 0,3 đến 0,4 lít trên 1 hecta. Cây cacao trừ bệnh thối quả từ 0.05 đến 0.1%. Đây là chúng ta pha liều là 50 đến 100cc trên 100 lít nước. Khoai tây, mốc xương, lở cổ rễ. Đối với cái bệnh này thì chúng ta sử dụng liều là 0,5 lít trên 1 hecta. Và đối với cái bệnh đốm nâu trên cây thanh long là liều là 0.2%, tức là 200ml trên 100 lít nước. Đối với lại cây ớt và cây dưa hấu thì nó trừ được bệnh xương mai và tháng thư với cái liều là 0,4 lít trên 1 hecta. Và cái thời gian cách ly đối với sản phẩm Amita cho các loại cây trồng, cây cà chua và cây cam là 5 ngày. Đối với cây ớt là 3 ngày. Đối với cây xoài và cây cacao là 15 ngày. Cây vải, thanh long và dưa hấu là 7 ngày sau khi phun. Câu số 3, Amita 250SC có cộng với thuốc trừ vi khuẩn được hay không? Với câu hỏi này thì chúng ta sẽ xem qua cái lời khuyên nhé. Trên thị trường thì nó có rất là nhiều loại thuốc trừ vi khuẩn nên là chúng ta cần phải pha thử nếu như nó bị một trong các trường hợp sau. Thứ nhất là nó nóng lên hoặc là nó lạnh đi, hoặc là nó bốc khói, hoặc là nó vón cục, hay là nó kéo chỉ. Nếu như mà những cái trường hợp này nó có xảy ra một trong những trường hợp chúng ta pha thử thì chúng ta không nên pha chung vì nó có phản ứng và nó làm giảm cái hiệu lực của thuốc. Còn nếu như mà nó không có những cái triệu chứng này xảy ra và chúng ta thấy nó tan tốt thì chúng ta pha chung và phun bình thường. Câu số 4. Có nhiều cái sản phẩm giống với hoạt chất của Amita 250SC nhưng tại sao phun thì nó không đem lại cái hiệu quả và xanh đẹp bằng cái Amita 250SC? Với cái câu hỏi này thì chúng ta sẽ đi đến cái cơ chế tác động của sản phẩm Amita 250SC. Nó có cái cơ chế tác động là nội hấp, thấm sâu, di chuyển từ mặt dưới lên mặt trên của lá hoặc là hoa, tái hấp thụ bên trong với cái điều kiện ẩm. Tức là khi mà chúng ta phun lên trên lá như thế này, nếu như mà cái điều kiện nắng nó chiếu vào khô thì cái giọt thuốc nó nằm ở đây và khi có điều kiện ẩm thì nó tiếp tục thấm sâu vào bên trong.
Cái thứ ba là nó lưu dẫn đều, không tích tụ ở mép lá hay là đỉnh sinh trưởng. Tức là khi mà nó thấm vào bên trong rồi thì nó lưu dẫn đều ở bên trong mạch gỗ như thế này, trong các cái bó mạch, và nó tới toàn bộ cái lá cũng như là đỉnh sinh trưởng của cây. Và nó có 85% Amrita được lưu giữ ở lá đến sau khi phun 10 ngày. Tức là chúng ta phun cái Amrita lên trên mặt lá như thế này thì nó lưu dẫn lại bên trong được 10 ngày để phòng trừ bệnh. Chặn đứng được cái quá trình tạo năng lượng bên trong cái nấm bệnh, tức là khi mà nó phòng trừ được cái nấm bệnh bằng cách là nó chặn đứng các quá trình tạo năng lượng. Với những cái vết đọng nước ở trên bề mặt lá thì thuốc sẽ được tái hấp thụ và phân bố đều trong điều kiện ẩm. Đây là một cái điều rất là đặc biệt đối với sản phẩm Amrita. Cái thứ hai nữa đó là cái ưu thế vượt trội của cái sản phẩm Amrita, đó là nó giúp duy trì cái màu xanh của cây trồng thông qua việc ngăn cản cái tiến trình tổng hợp ethylene từ lá. Tức là một cái lá bình thường chúng ta không có phun Amrita thì cái lá nó sẽ có cái màu vàng và nó nhanh xuống màu cũng như là nó nhanh già đi do nó tổng hợp nhiều ethylene. Còn nếu như chúng ta có phun cái Amrita vào thì cái cơ chế tổng hợp ethylene nó của nó bị hạn chế đi nên là cái lá nó sẽ xanh bóng và lâu già hơn. Và khi sử dụng cái Amrita 250 SC hiệu quả cao hơn các cái sản phẩm cùng hoạt chất khác là nó do thứ nhất là cái đặc tính của nó là đây là một cái công nghệ của Syngenta với cái công nghệ Amrita đã được chứng minh. Và cái lợi ích của nó mang lại cho chúng ta là nhờ vào cái chất lượng cao và ổn định của sản phẩm, cái chất phụ gia chuyên biệt và ưu việt dành cho các cái loại cây trồng và cái thành phần hoạt chất tinh khiết, nên khi chúng ta sử dụng thì nó sẽ đem lại một cái hiệu quả. Ngoài cái việc phòng trừ tờ bệnh tốt thì nó kích thích cho cây trồng phát triển tốt hơn, xanh hơn. Câu 5, tại sao phun Amrita 250 SC rồi mà vẫn còn bị bệnh tháng thư? Thì với cái câu hỏi này chúng ta sẽ đi tìm hiểu tại sao cái bệnh tháng thư nó quản lý không triệt để. Cái nguyên nhân chúng ta quản lý cái bệnh tháng thư không triệt để đó là mưa bão nhiều, ẩm độ cao, rồi phát hiện và phòng trị trễ, phun không đúng cái liều khuyến cáo của nhà sản xuất và phun thuốc không đều các cái tán cây, cũng như là khoảng cách hai lần phun quá xa nhau và áp lực bệnh nó quá cao, cũng như là cái mầm bệnh lưu tồn nhiều. Đây là những cái nguyên nhân để chúng ta trị bệnh tháng thư không triệt để. Cái giải pháp để chúng ta quản lý cái bệnh tháng thư triệt để đó là gì? Điều đầu tiên đó là cần phải tỉa cành tạo tán thông thoáng. Cái thứ hai là phải dọn sạch tàn dư các cái nhánh bệnh trong cái vườn cây của mình. Cái thứ ba là phải thăm vườn thường xuyên để phát hiện sớm cái vết bệnh nó xuất hiện, chúng ta phòng trừ tốt. Cái thứ tư là phun phòng sẽ tốt hơn là phun trị. Cái thứ năm là phun đúng theo liều khuyến cáo của nhà sản xuất. Ví dụ như cái thời điểm xử lý cái Amrita trên cây xoài là chúng ta phun ở giai đoạn bung chà, nở ngoài nhụy và láng vỏ. Nếu như chúng ta phun đúng vào ba cái thời điểm này thì giai đoạn bung chà như thế này, chúng ta phun vào hay là nở nhụy chúng ta phun vào thì nó sẽ đem lại được một cái hiệu ứng là ngóc đầu bông và sáng bông, sẽ giúp chúng ta có được một cái bông xoài lên hạt tốt hơn. Hay là cái giai đoạn láng vỏ chúng ta phun thì nó sẽ làm cho cái phấn của cái trái xoài nó sẽ đẹp hơn. Câu 6, phun Amrita 250 SC tăng liều thì hiệu quả nó như thế nào? Với cái câu hỏi này thì chúng ta cần phải nghe những nghiên cứu từ nhà sản xuất. Các nhà khoa học của Syngenta nghiên cứu và thử nghiệm thực tế trên đồng từng loại cây trồng và liều khuyến cáo đến từng loại cây trồng. Thì đây là cái liều khuyến cáo ở mức hiệu quả quản lý tốt được cái bệnh hại và hiệu quả về kinh tế đầu tư của bà con nông dân. Nên trên thực tế bà con chỉ cần sử dụng đúng cái liều khuyến cáo này là đạt được cái hiệu quả kinh tế phòng trừ bệnh cũng như là hiệu quả về đầu tư. Đây là một cái sản phẩm phòng trừ bệnh hiệu lực rất là mạnh nên là chúng ta không cần phải tăng liều. Câu số 7, hiệu ứng mang lại khi phun Amrita 250 SC trên cây trồng. Thì khi mà chúng ta phun trên cây xoài thì nó đem lại được một cái hiệu ứng đối với cái bông xoài, đó là bông nó ngóc đầu lên, vàng sáng và chạy chỉ hồng, lên hột được tốt hơn, tăng cái tỷ lệ đậu trái, tạo cái phẩm chất trái nó rất là đẹp, ngoài cái việc mà nó phòng trừ tốt cái bệnh hại. Và trên các cái cây trồng khác thì chúng ta sử dụng cũng như là phun cái Amrita 250 SC lên có cái hiệu ứng ngoài phòng trị sạch bệnh là cái gì? Cái điều đầu tiên nó mang lại đó là cây nó khỏe và lá nó xanh bóng, dày và mướt lá và sáng bông, tăng tỷ lệ đậu trái tốt hơn. Trái nó lên phấn đẹp hơn và trái nó chín không bị thâm đen do các cái vết bệnh nấm bệnh tấn công, bảo quản và lưu trữ trái được lâu hơn. Đó là những cái yếu tố mà chúng ta sử dụng đem lại từ cái sản phẩm Amrita 250 SC. Và phần chia sẻ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Hãy bấm đăng ký để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin chào và xin cảm ơn.